Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Xuân Tóc Đỏ. Rất là vui mừng khi ngày hôm nay cửa hàng bên em về cho các bác được cả một lô đẩy MUF và một lô loa MUF đồng bộ luôn. Có thể nói là tuyệt vời luôn, cứ như cậu với mợ đi với nhau vậy. Thì đối với dòng đẩy này thì ngày hôm nay bọn em về cho các bác nó là 12 con đẩy MUF với cái mã là PA1200, chạy mạch LA600. Đấy, mạch LA600 theo tiêu chuẩn của Mỹ. Nhưng lưu ý cho em, đây là con đẩy của MUF bản đời cao nhất. Bản đời cao rất là cao với nhãn hiệu con đại bàng. Đấy, con đại bàng. Và các bác để ý cho em MUF rất là nhiều nhưng mà được in con đại bàng lên đó là một cái sản phẩm khá là khó nha. Đa số đó chị sẽ được in MUF như thế này thôi. Đấy, chứ không có con đại bàng này. Nhưng ngày hôm nay đây là bản con đại bàng các bác nha, rất là đẹp. Đời cao bây giờ nó sẽ có đại bàng hết, ngày xưa nó sẽ không có đâu. Đấy, bây giờ sẽ có rồi. Và mặt phía trước là được làm cắt nhôm CNC, một cái điểm nhấn phải nói tuyệt vời, xuất sắc và đẹp luôn. Phải nói là phá cách các bác ạ, kiểu dáng này rất là phá cách. Với tem mã vạch của con đại bàng ở đây và của MUF để chúng ta cùng check mã QR, kiểm tra hàng chính hãng hay không. Đây các bác có thể cạo được. Đấy, có thể cạo trên đây được và có thể qua quét bằng mã vạch ở đây. Rất là đẹp các bác nhá. Về phía trước con đẩy này thực sự em không thể chê được một cái điểm gì, đó là một cái câu công bằng luôn. Không phải là mình nói quá khen hàng mình, nhưng thực sự nó rất là đẹp. Và cái lô đẩy đây nó đã đẹp về hình thức, đẹp về kiểu dáng, nó đã đẹp về cả bên trong. Tất cả mọi thứ đang rất là hoàn hảo, bên em không thể có một cái câu gì để chê được nó cả. Và em nghĩ các bác cũng không có điều gì để mà chê về cái con đẩy này, nó quá đẳng cấp. Về phía nội thất bên trong thì em đã nói các bác là nó chạy mạch là LA600 và em chưa vệ sinh luôn, cọt đang nguyên bụi nhá, đang nguyên bụi. Nguồn to trà bá, nguồn to trà bá, vành khử từ, mạch là A20 tụ theo tiêu chuẩn của Mỹ, sản xuất tiêu chuẩn của Mỹ. Có thể nói là mạch LA thì có rất là nhiều công ty sản xuất, nào là DK, nào là MBook, nào là MUF, nào là vân vân và vân vân. Nó có tới hàng trăm sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ cái mạch LA này. Nhưng mà nhiều người nhắc tới trên thị trường sẽ có hai thương hiệu, đó là MUF và DK. Nhưng mà nếu chúng ta mua mạch LA của DK thì các bác sẽ dễ mua hơn, dễ kiếm hơn và dễ tìm hơn. Đấy, nhưng đối với MUF nó sẽ hiếm hơn rất là nhiều. Và với độ đặc biệt với những lô đẩy MUF mà với độ đẹp phải nói là cao cấp như thế này thì thực sự nó không sẵn cho các bác có thể thao hồ mà tìm mua. Đấy, thì ngày hôm nay cửa hàng bên em rất là vui mừng và cũng chỉ về được có 12 chiếc thôi. 12 chiếc các bác nhìn cho em, nó đẹp từng chiếc một luôn, không có chiếc nào chê được cả. Nó về đồng bộ với lô loa nữa. Thực sự bác nào mà lấy đồng bộ cả đẩy cả loa thì thực sự nó em nghĩ là chấm hết, không còn gì để chúng ta bàn cãi nữa các bác nhá. Một dòng loa với cái mã là MS122, nó sử dụng tép neo bát đẳng cấp và nó là lô loa rất là đẳng cấp, sử dụng một phiên bản đời hiếm đó là màu đen. Đấy, màu S màu trắng là nhiều nhưng màu đen hiếm lắm. Nhưng ngày hôm nay sẽ có màu đen cho các bác luôn, có cả màu đen. Và đấy thì tất cả vào mạch đang còn sáng quắc luôn. Không phải là nói khoác nhưng thực sự nó sáng quắc cho các bác luôn. Nó sáng từng cái linh kiện, rất là đẹp. Tem QC. Đấy, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho các bác. Ở phía sau đây, đây, ở phía sau các bác cùng xem. Mã vạch, đây, Tickery của USA là sản xuất tiêu chuẩn công nghệ của Mỹ các bác nhá. Phía trước là chúng ta sẽ đánh ở 4 ôm và 8 ôm. Đấy, cầu tín hiệu đầu điện đầu ra, đánh parallel và ride system mono gì đấy, đây rất là nhiều này. Các bác cùng chơi này. Cổng ra lo này nó sẽ cho các bác là 4 cổng, 2 dòng cổng new trích và 2 cổng của cọc chạm loa. Đấy. Các bác nhá, rất là hay. Bởi vì con này nó đánh parallel cho nên là họ sử dụng như thế này này. Đấy, họ lý do vì sao mà họ lại sử dụng hai cái cầu đỏ lại gần nhau. Bởi vì đây là chức năng đánh chập kênh các bác nhá, đánh bật rai. Và tín hiệu đầu vào cũng vậy, có 2 cổng và có hai cổng link nữa. Rất là tiện dụng. Đối với những con đẩy thực sự là đẩy mạch LA thì chắc là nhiều người đã biết rồi. Nó là mạch một trong những dòng mạch mà cho độ bền cao nhất trên thị trường. Nó bền kinh khủng, nó bền đến nỗi mà nhiều khi muốn nó hỏng khó hỏng lắm. Đó là tất cả các mạch chung. MUF là vậy chung. Tất cả các hãng đây là hãng nào nó cũng bền như nhau. Chưa nói đến là những hãng cao cấp như thế này là MUF và DK chẳng hạn thì đó là chúng ta không cần bàn cãi rồi. Còn để kể cả những hãng khác thì đối với mạch MUF đó, mạch LA đó, thì nó là một cái đẳng cấp về độ bền. Các bác đánh thực sự là chưa biết khi nào cho nó lỗi. Nó bền lắm, nó rất là bền cho nên là dùng mạch LA thì không phải lo lắng thì cái chuyện mà hỏng hóc cái gì đâu. Với lại cái chế độ sửa của nó cũng đơn giản thôi, không khó khăn gì các bác nha. Đấy, đối với những con đẩy này thì thực sự nó cho ra âm bass và nó là đẳng cấp. Nhưng em đã nói các bác, em bán hàng rất là rõ ràng. Thứ nhất, mạch là A, nó cho ra tiếng bass và nó là đẳng cấp. Đẳng cấp. Đấy. Nhưng dạy tép thì đương nhiên là nó không thể bằng được đối với những dòng đẩy mạch như mạch của LTD bây giờ chẳng hạn. Đấy, thì cho tiếng mic sẽ đẹp hơn. Nhưng mạch LA nó cũng là một cái đẳng cấp rồi. Nó cũng là một cái đẳng cấp rất là cao rồi. Và được nhiều người săn tìm lắm. Và phối hợp với dòng loa MUF mà màu S là tép neo thì em nghĩ là nó hoàn hảo. Nó hoàn hảo. Bởi vì cái chuyện mà dạy tép không cao thì đã có cái dòng tép neo của MUF nó giải quyết cho cái điều đó. Con đẩy này nó cho ra rất là uy lực, đánh rất là uy lực. Cho nên những bác nào đang có nhu cầu phải mua ngay lập tức. Số lượng chỉ có 12 con thôi. 12 con thôi. Và giá thì em xin báo cho các bác luôn. Đó là 5.500.000 đồng cho một chiếc các bác nhá. 5.500.000 đồng có ngay một con đẩy màu ép hàng xịn chính hãng 100%. Và bác nào nhanh tay ngay lập tức gọi điện và liên hệ với em để mua hàng các bác nhé.